Lời kêu gọi toàn quốc kháng dịch. Hỡi đồng bào toàn quốc, chúng ta muốn khỏe mạnh, chúng ta phải cách ly, nhưng chúng ta càng cách ly nửa mùa, giặc Covid càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cho nước ta toang một lần nữa. Không, chúng ta thả chết đói ở nhà, chứ nhất định không chịu để Covid lan ra toàn quốc, nhất định không chịu để hàng nghìn con người về chầu ông bà, ông vải. Hỡi đồng bào, chúng ta phải ngồi im. Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc, hệ là người Việt Nam thì phải ngồi im đánh đuổi Covid. Ai có ghế, dùng ghế. Ai có giường, dùng giường. Không có giường thì nằm lăn ra đất, ra sàn nhà, sàn bếp. Ai cũng phải ra sức nằm im chống Covid, cứu nước. Một dân tộc đã gan góc ăn cơm đồn, bo bo, khoai mì, ngô da ngựa chống đói suốt những năm bao cấp. Một dân tộc đã gan góc nuôi lợn trong nhà tập thể, mặc quần tích kê, lộn xích xe tăng, cân vành tàu hỏa. Dân tộc đó phải thắng được Covid. Chống Covid có thể kéo dài thêm 2 tuần, 5 tuần, 20 tuần hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Sài Gòn và nhiều thành phố, building, hotel sẽ bị phong tỏa. Hàng nghìn trai xinh, gái đẹp có thể bị cách ly đến mọc rêu. Xong, nhân dân Việt Nam quyết không sợ. Giờ cách ly đã đến, ta phải nằm im đến phút cuối cùng để giữ gìn đất nước. Dù phải phát rồ vì ở nhà với vợ, chồng, bồ của mình trong 2 tuần tới, nhưng với lòng kiên quyết cách ly, thắng lợi nhất định về dân tộc ta. Không có gì quý hơn sức khỏe, tính mạng. Đến ngày thắng Covid, nhân dân ta sẽ lại hoành tráng hơn, siêu to khổng lồ hơn. Việt Nam nằm im mạnh khỏe muôn năm, cách ly chống dịch muôn năm.